Ngày 6 tháng 4, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc củng cố hồ sơ tài liệu liên quan, xử lý nghiêm theo quy định các vi phạm tại 7 phòng giao dịch của công ty cổ phần kinh doanh F88 trên địa bàn. Trước đó, ngày 22 tháng 3, các tổ công tác Công an Bạc Liêu đồng loạt kiểm tra hành chính các chi nhánh F88. Cảnh sát đã làm việc với nhân viên đại diện các chi nhánh về việc chấp hành các điều kiện về an ninh trật tự theo quy định của chính phủ đối với ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và hoạt động thực tế của cơ sở, việc lập sổ quản lý lưu trữ số liệu, tình hình hoạt động kinh doanh theo quy định của Bộ Công an, kê khai các nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, việc chấp hành các quy định pháp luật khi thực hiện hợp đồng cho vay, cầm cố tài sản, ký gửi tài sản, lãi suất. Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện 7 cơ sở có vi phạm như việc ghi vào sổ theo dõi kinh doanh không đầy đủ, nhận cầm cố tài sản mà không lập hợp đồng, không xây dựng phương án chữa cháy cứu nạn cứu hộ, sử dụng phương án chữa cháy chưa được phê duyệt theo quy định pháp luật. Chiều ngày 6 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét nơi làm việc và nhà ở đối với ông Hồ Văn Khoa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, về tội nhận hối lộ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng xác định, ông Hồ Văn Khoa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Cẩm Lệ và một số cá nhân khác đã nhận hối lộ gần 3 tỷ đồng từ công ty trách nhiệm hữu hạn Thi Nghĩa Hưng, trụ sở tại phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, để giúp doanh nghiệp này trúng một số gói thầu. Sau khi trúng thầu, công ty Thi Nghĩa Hưng có biểu hiện gian dối như kê khống khối lượng đã nạo vét hệ thống cống thoát nước để chiếm đoạt tiền từ ngân sách nhà nước. Cùng ngày, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Phước Mỹ, Phó phòng Quản lý Đô thị Ủy ban Nhân dân quận Cẩm Lệ về tội nhận hối lộ. Liên quan đến vụ án, đầu tháng 12 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã bắt tạm giam ông Võ Thiên Sinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Cẩm Lệ và ông Võ Thành Quý, trưởng phòng quản lý đô thị Ủy ban Nhân dân quận về tội nhận hối lộ. Khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Đặng Nhất Huy, Phó Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thi Nghĩa Hưng về tội đưa hối lộ. Ngày 6 tháng 4, Công an tỉnh Bình Phước cho biết một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại khu phố 5, phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài làm thiêu rụi cửa hàng kinh doanh thiết bị điện cùng nhiều tài sản khác. Thông tin ban đầu khoảng 13 giờ cùng ngày, người dân sống gần công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thành Công BB, chuyên kinh doanh thiết bị điện lạnh, điện gia dụng, bất ngờ nghe tiếng nổ lớn phát ra từ cửa hàng của công ty. Ngọn lửa bốc cháy dữ dội, bao trùm toàn bộ cửa hàng. Nhận tin, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Bình Phước đã điều 3 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường, phối hợp với công an địa phương để dập lửa. Hơn một tiếng sau, đám cháy được dập tắt. Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi hoàn toàn cửa hàng cùng 4 xe máy và nhiều tài sản có giá trị khác bên trong. Đám cháy cũng làm hư hỏng một bức tường nhà dân bên cạnh. Thiệt hại ước hàng tỷ đồng, rất may không ai bị thương. Chiều ngày 6 tháng 4, các cơ quan tố tụng tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành tống đạt quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Phan Hoàng Vũ, Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Lâm Đồng về tội đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, cùng 4 bị can khác, gồm Phạm Tấn Tấn, Phó Phòng Kiểm định, Hồ Tấn Phương, Huỳnh Ngọc Hiệp, Đăng kiểm viên và ông Phùng Văn Hồng, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Lâm Đồng, bị điều tra về tội đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Theo đó, ông Hồng có vợ làm giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Phúc, chuyên thiết kế, cải tạo và hợp thức hóa ô tô, sau đó đưa đến trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 4901S, đóng tại thành phố Đà Lạt, và 4902S, thành phố Bảo Lộc để đăng kiểm, hợp thức hóa xe sau khi sửa chữa. Mỗi lần đem xe đến đăng kiểm, ông Hồng kẹp 500.000 đồng đưa đăng kiểm viên để được bỏ qua các lỗi vi phạm. Ông Phùng Văn Hồng còn được cho là đã giả chữ ký của các nhân viên và của vợ trong bản thiết kế, cải tạo xe cơ giới để gửi lên Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng xin thẩm định và phê duyệt. Ngày 6 tháng 4, sau 2 ngày xét xử sơ thẩm và nghị án, Tòa án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã tuyên phạt bị cáo Tạ Yến Oanh, 45 tuổi, ngụ khóm 6, phường 2, thành phố Bạc Liêu, người tự xưng là luật sư, tổng mức án 17 năm tù giam. Trong đó, bị cáo Oanh bị tuyên phạt 12 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 5 năm tù giam về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Ngoài ra, hội đồng xét xử còn buộc bị cáo Oanh phải bồi thường cho 14 bị hại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt. Theo cáo trạng, bị cáo Oanh mới hoàn thành lớp đào tạo luật sư, chỉ là người cộng tác với văn phòng luật sư Trần Vân Linh, chi nhánh Bạc Liêu, đặt tại khóm 2, phường 7, thành phố Bạc Liêu, trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng khi tiếp xúc với khách hàng thì tự xưng danh là luật sư để ký nhiều hợp đồng pháp lý với các khách hàng. Đối với các vụ án dân sự hành chính sau khi ký hợp đồng pháp lý với khách hàng, Oanh yêu cầu khách hàng làm hợp đồng ủy quyền cho bị cáo làm người đại diện theo ủy quyền để tham gia tố tụng. Tuy nhiên, bị cáo Oanh chỉ làm một số thủ tục chứ không tham gia tố tụng như đã thỏa thuận. Đối với vụ án hình sự, bị cáo Oanh ký hợp đồng pháp lý nhận đủ tiền của khách hàng, nhưng không cử luật sư bào chữa theo thỏa thuận hợp đồng đã ký. Đa số các văn bản khi ký với khách hàng, Oanh cam kết thực hiện công việc đạt theo mong muốn của khách hàng, nhưng thực tế không có vụ án vụ việc nào có được kết quả như đã cam kết. Thông qua thủ đoạn gian dối, từ tháng 8 năm 2018 đến tháng 11 năm 2020, bị cáo Oanh 5 lần thực hiện hành vi gian dối, lừa đảo chiếm đoạt tiền của 13 bị hại, tổng số tiền chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng. Những ngày vừa qua, Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh và Vịnh Lan Hạ, Hải Phòng xuất hiện các phao xốp được cho là do các hộ dân tự tháo dỡ lồng bè nuôi trồng thủy sản trái phép trên vịnh, làm ảnh hưởng đến cảnh quan thiên nhiên của di sản thế giới Vịnh Hạ Long và danh lam thắng cảnh quần đảo Cát Bà. Trước việc này, ngày 6 tháng 4, Cục Di sản Văn hóa đã có công văn đề nghị Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, Ban Quản lý Di sản Thiên nhiên quần đảo Cát Bà căn cứ quy định hiện hành kiểm tra, cung cấp các thông tin liên quan đến việc quản lý và nuôi trồng thủy sản, sử dụng phao xốp ở Vịnh Hạ Long và Vịnh Lan Hạ. Cũng theo lãnh đạo Cục Di sản Văn hóa, hiện hồ sơ di sản Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà đã trình UNESCO xem xét công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Vì vậy, Cục đề nghị hai ban quản lý cùng các đơn vị liên quan khẩn trương xử lý tình trạng này, đồng thời tăng cường các biện pháp quản lý để bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, môi trường sinh thái của khu vực di sản, cũng như tránh các tác động không thuận lợi cho việc xem xét hồ sơ. Dự kiến sẽ được UNESCO xét duyệt tại kỳ họp lần thứ 45 của Ủy ban Di sản Thế giới vào tháng 9 tới. Theo phản ánh của nhiều chủ tàu du lịch đang hoạt động trên hai vịnh, thì việc thu gom rác trên hai vịnh vẫn diễn ra rất thủ công, vì thế số lượng rác đi thu gom từ lực lượng chức năng không đạt được hiệu quả như mong muốn. Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng vừa xác nhận Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam Binh đoàn 18 VNH đã dừng mọi hoạt động bay du lịch ngắm cảnh sau vụ rơi trực thăng ở Vịnh Hạ Long vào chiều ngày 5 tháng 4. Không chỉ dừng tour ngắm Vịnh Hạ Long, các tour ngắm cảnh ở các địa phương khác như Đà Nẵng, Điện Biên, Mai Châu, Hòa Bình, Mù Cang Chải, Yên Bái, Vũng Tàu, Côn Đảo cũng tạm dừng chờ thông báo mới. Hoạt động bay trực thăng ngắm cảnh do Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam, doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng thực hiện. Hiện công ty đang cung cấp tour hành trình bay ngắm cảnh tại nhiều địa điểm, trong đó các điểm như Vịnh Hạ Long, Đà Nẵng và Vũng Tàu được cung cấp dịch vụ quanh năm theo yêu cầu, những điểm đến khác mang tính thời vụ. Tour ngắm Vịnh Hạ Long là một trong những tuyến khai thác dịch vụ trực thăng đầu tiên tại Việt Nam chính thức mở bán từ năm 2020. Cục Hàng không Việt Nam không phải là đơn vị cấp phép bay cho hoạt động du lịch này. Ngày 6 tháng 4, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân 34 tuổi, bị liệt gần hoàn toàn hai chân, chỉ nhúc nhích được nhẹ ở phần đùi kèm bí tiểu do va chạm với xe máy khi đi xe đạp tập thể dục. Bệnh nhân này đã đi lại được sau 5 tháng phẫu thuật cột sống thắt lưng bằng phương pháp cải tiến. Ca phẫu thuật trong thời gian 1 giờ 30 phút. Sau phẫu thuật, ngay ngày đầu tiên, bệnh nhân đã có dấu hiệu phục hồi rất rõ, gấp được đùi vào bụng, đưa chân lên khỏi mặt giường, có cảm giác mắc tiểu. Sau 3 ngày thì bệnh nhân có thể ngồi dậy được, chân có cảm giác mạnh hơn, hết tê hai chân. Đến ngày thứ 7, bệnh nhân có thể tự tiểu. Sau 5 tháng tuân theo lời dặn của bác sĩ, cố gắng duy trì tập vật lý trị liệu, bệnh nhân đã có thể tự đi lại bằng đôi chân của mình, có mang bút cẳng bàn chân, hoàn toàn kiểm soát được việc tiểu tiện và đặc biệt phục hồi lại khả năng sinh lý của mình.